Dạ, mến chào tất cả các anh. Cá nhân em rất là hân hạnh, rất là vui được gặp các anh ở đây. Bởi vì trong một tuần vừa qua là tất cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Toronto rất là vui mừng, rất là hãnh diện và cảm động về cái bài hát Ô Canada bằng tiếng Việt. Thật ra xin các anh chia sẻ với tất cả quý khán giả của đài về cảm nghĩ của anh cũng như những cái việc anh đã làm. Dạ, em xin mời anh chị. Ngày hôm nay chúng tôi tới đây thấy đồng bào là tôi tên là Đinh Ngọc Bôi, bên cạnh tôi là anh Nguyễn Đình Phương, anh Bắc Phong, chào cô. Trong nhóm chúng tôi có 6 người thì có 3 anh không có mặt ở quanh đây, thành tôi cũng xin được cho biết tên là anh Đoàn Chính ở Montreal, với lại anh Nguyễn Hải Việt và anh Nguyễn Trần Thái Lực ở Toronto nhưng mà không có mặt ở chỗ này. Hôm nay chúng tôi rất là vui tại vì đến đây cái ao ước đầu tiên mà chúng tôi làm cái bài nhạc này muốn phổ biến cho tất cả đồng bào hát, mà bây giờ đến đây thấy đồng bào hát rất là hăng say với tất cả một cái tâm hồn, cái đó là một cái điều vinh hạnh cho chúng tôi, cái người mà đang muốn đồng bào hát về này. Dạ, tôi là Phương Nguyễn Đình Phương, là một thành viên của cái nhóm cổ động bài và quốc ca Canada lời Việt này. Vâng, thì chúng tôi cũng là rất là vui mừng vì thấy sau khi mà anh Bắc Phong dịch xong, viết xong lời Việt thì thượng nghị sĩ Vũ Thanh Hải đã giúp đệ trình cái bản quốc ca lời Việt đó trong Thượng viện Canada, và Thượng nghị viện trong phiên họp ngày 20 tháng 6 đã thông qua cái bản này như là bản dịch bản không chính thức của cái bài quốc ca của Canada, và ngoài hai bài tiếng Anh và tiếng Pháp được coi là lời chính thức, còn tất cả các ngôn ngữ khác đều chỉ được coi là không chính thức mà thôi. Nhưng mà chúng tôi rất vui khi thấy là tiếng Việt bây giờ đã được và góp mặt với lại hai thứ tiếng khác, đã có bài quốc ca Canada được dịch sang thứ tiếng của họ. Kính thưa quý vị, rất là cảm ơn anh. Em xin mời anh Bắc Phong ạ. Vâng, anh có thể rất là hay. Dạ vâng, anh về. Anh có thể cho chúng em vài câu chia sẻ về cái cảm nghĩ của anh khi anh với lại tất cả nhóm đã thực hiện được cái bài hát rất là hãnh diện đó. Vâng. Chúng tôi cũng có một cái niềm vui là làm việc chung với nhau. Và khi làm việc chung với nhau trong một cái dự án mà nó có ý nghĩa như thế này đó, thì thấy được là cái tinh thần mọi người, người nào cũng muốn đóng góp vào cái chương trình đa văn hóa của chính phủ Canada, đặc biệt vào cái dịp kỷ niệm 150 năm lập quốc. Thì cái bài quốc ca Canada lời Việt lúc mà được cất lên đó, thì riêng cá nhân tôi, chúng tôi có được cái sự xúc động, là bởi vì thấy được rằng đồng bào mình ở dưới họ cùng hát theo, và lúc mà hát theo như vậy đó là chúng ta muốn biểu lộ được cái tình thương, cái tình yêu, lòng tri ân đối với đất nước Canada, quê hương thứ hai của mình. Vâng, cảm ơn cô. Tiện đây em cũng xin phép được chia sẻ vài lời. Bản thân em là một cô giáo tiếng Việt nữa. Thành ra em, cá nhân em rất là cảm động. Em rất là cảm động khi mà nghe bài hát và nghe được Đoàn Chính hát ở trong YouTube. Và em tự hứa với lòng là bắt đầu từ bây giờ, trong những dịp lễ khai giảng, lễ bế giảng cũng như những ngày Tết cổ truyền Việt Nam của mình, là các cô giáo chúng em sẽ hướng dẫn các em học sinh tập hát và hiểu được ý nghĩa của bài hát. Em xin thay mặt tất cả các thầy cô Việt ngữ rất là tri ân các anh. Cảm ơn các anh. Cảm ơn cô Phương Loan nhiều lắm. Dạ, cảm ơn cô Phương Loan và Anh Nhiên TV. Dạ, xin chúc các anh sức khỏe và để tiếp tục để giúp cộng đồng chúng ta ngày một phát triển. Cảm ơn.